Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, không khí lạnh tăng cường yếu trở lại rồi lại suy yếu nhanh và di chuyển sang phía đông, nên hiện tượng sương mù vẫn còn xuất hiện rải rác vào buổi sáng, nhất là tại các tỉnh khu vực phía đông bắc bộ. Tại đây thì mưa nhỏ vẫn còn xảy ra một vài nơi, nên nhiệt độ chung trên toàn miền Bắc tiếp tục tăng nhẹ, thời tiết ấm dần, trạng thái rét chỉ còn xảy ra vào đêm và sáng. Còn tại các tỉnh khu vực miền Trung thì thời tiết nhìn chung cũng khá ổn định, riêng tại một số tỉnh nằm ở phía bắc như là tại khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh thì do độ ẩm không khí cao nên đêm và sáng có thể sẽ xuất hiện sương mù và có kèm theo mưa nhỏ. Còn tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm nay nền nhiệt sẽ tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ, đêm và sáng trời chỉ còn se lạnh cùng với độ ẩm không khí tại đây tăng nên trạng thái hanh khô cũng sẽ giảm bớt, thời tiết tại đây cũng có phần là dễ chịu hơn. Thưa quý vị, mặc dù hoa từ các làng hoa của Huế bị mất mùa do mưa lũ và rét đậm kéo dài, tuy nhiên khách chơi hoa tại Huế sẽ không phải lo lắng vì thời điểm này nhiều loại hoa mới lạ từ ba miền đã đổ về, tràn ngập khắp công viên Phu Văn Lâu và Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh. Vào ngày mai ngày 27 tháng 1, nhằm vào ngày 27 tháng Chạp, Hội Hoa Xuân của Huế sẽ được khai mạc tại công viên Thương Bạ bên bờ sông Hương với chủ đề là Xuân Ba Miền. Đến với hội hoa xuân, quý vị và các bạn sẽ có dịp nhìn thấy các biểu tượng bằng tre của cả ba miền Bắc, Trung, Nam và chiêm ngưỡng hơn 100.000 cây hoa với gần 20 loại hoa. Xu hướng trong ngày mai thì thời tiết tại thành phố Huế khá khô ráo, ban ngày trời nắng dịu, đêm không mưa nên sẽ không gây trở ngại gì cho quý vị và các bạn trong việc khám phá hội hoa xuân. Chỉ có một điều lưu ý là về đêm và sáng sớm, do tiết trời ở đây vẫn còn lạnh nên quý vị cần quan tâm đến việc giữ ấm cơ thể để bảo vệ sức khỏe. Tiếp theo sẽ là những thông tin chi tiết các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với vùng núi Tây Bắc. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai thì thời tiết tại đây duy trì mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng ấm, nhiệt độ tăng, trạng thái rét chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng. Còn sang đến khu vực phía đông bắc bộ thì tại đây hiện tượng sương mù vẫn còn tiếp diễn nhưng mà diện thì sẽ thu hẹp lại. Một vài nơi còn có mưa nhỏ vào đêm và sáng sớm. Nhiệt độ khu vực tiếp tục tăng nhẹ, trời ấm áp dần. Tại các địa điểm du lịch như là tại Hà Giang không mưa với nhiệt độ thấp nhất là 14 độ và cao nhất là 23 độ. Tại Hạ Long cũng không mưa với nhiệt độ dao động từ 17 đến 21 độ. Và tại Hải Phòng thì có mưa nhỏ với nhiệt độ từ 17 cho đến 22 độ. Với các tỉnh thành khu vực Bắc Trung Bộ, trong khi phần phía Bắc thì trời nhiều mây, có mưa một vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, thì ở phần phía Nam mây mỏng hơn nên cường độ nắng mạnh hơn. Tại Sầm Sơn có mưa nhỏ với nhiệt độ phổ biến từ 17 đến 22 độ, tại Phong Nha Kẻ Bàng không mưa với nhiệt độ từ 18 đến 24 độ và tại Huế cũng không mưa với nhiệt độ từ 17 cho đến 26 độ. Tại các địa điểm du lịch khu vực Trung Trung Bộ, gồm có Đà Nẵng, Hội An và Bà Nà thì thời tiết duy trì với mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng ấm nên rất thuận lợi cho hoạt động du lịch trong những ngày giáp Tết này. Dọc theo các địa điểm du lịch biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ, Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu, thưa quý vị, sau những ngày sóng to gió lớn thì sang đến ngày hôm nay và ngày mai, cường độ gió trên biển chủ yếu duy trì mức cấp 4, cấp 5, biển không động, cùng với thời tiết biển khá tốt là không mưa và có nắng nhẹ. Dự báo sóng gió trên khu vực biển này sẽ còn tiếp tục giảm thêm nên du lịch biển có xu hướng thuận lợi hơn. Còn tại các tỉnh khu vực vùng cao Tây Nguyên thì nhiệt độ ban đêm có xu hướng tăng thêm nhưng mà trạng thái rét thì vẫn duy trì về đêm và sáng. Đồng thời, vào sáng sớm sương mù vẫn còn xuất hiện ở một vài nơi, ban ngày trời nắng ấm và hầu như không có mưa. Các tỉnh thành khu vực miền Nam thì nhiệt độ cũng tiếp tục tăng nhẹ về đêm và sáng thì trời vẫn còn khá lạnh. Đồng thời thì hiện tượng sương mù cũng xuất hiện dày hơn ở khu vực ven sông Ngòi và kênh Rạch. Ban ngày trời nắng và hầu như là không nơi nào có mưa. Sóng gió trên vùng biển từ Bình Thuận đến khu vực Cà Mau đang yếu dần nên các hoạt động du lịch tại Côn Đảo có thể diễn ra thuận lợi hơn. Cụ thể, tại Côn Đảo với mây thay đổi không mưa, nhiệt độ trong ngày từ 21 cho đến 27 độ. Còn tại Phú Quốc, thời tiết và chế độ sóng gió cũng rất ủng hộ cho hoạt động du lịch. Trong ngày với mây thay đổi không mưa và có nắng, nhiệt độ phổ biến từ 21 cho đến 29 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết du lịch tối ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.